là con gái, ai mà chẳng mong muốn mình sẽ ngày càng trở nên dễ thương hơn phải không? Nhưng muốn là một chuyện và thực hiện lại là chuyện khác. Bởi để có được thân hình cân đối, gương mặt dễ nhìn, chắc chắn là một hành trình không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là cực khổ. Bù lại, những người đủ quyết tâm đổi mới phiên bản thân bao giờ cũng sẽ thu được kết quả tốt đẹp đến khó tin. Cô nàng Đào Thúy Di sinh năm 1997, dưới đây chính là một ví dụ điển hình và sẽ giúp chị em có thêm động lực giảm cân đấy. Trong hai tấm hình chụp năm lớp 11, dù thân hình hơi mũm mĩm nhưng Thúy Di đã sở hữu gương mặt khá xinh, nụ cười duyên cùng hai chiếc răng khểnh. Tuy nhiên, con số 63kg khiến cô nàng cảm thấy khá nặng nề và có chút tự ti. Nhưng phải đến khi học chấm dứt cấp 3, Di thế hệ có đủ động lực để giảm cân. Con người chơi kể lại, sau khi học chấm dứt lớp 12, mình thi đậu vào trường trung cấp du lịch và khách sạn Saigon Tourist, ngành khách sạn. Ở trường phải mặc giấy mà mình thì thân hình to quá nên mình cũng bận bịu cỡ. Hơn nữa anh em mình ai cũng xinh, chỉ có mỗi mình là mập hơn nên mình có thêm động lực. Thế là mình dấn thân giảm cân cấp tốc. Chỉ trong 2 tháng rưỡi, mình chỉ ăn sữa chua trái cây và bún, cơm thì một tuần chỉ có 2 bữa, gần như cắt tinh bột. Thúy Di nhớ về những ngày tháng giảm cân cực khổ. Nhưng cái gì cũng có lạnh của nó. Sau thời gian đó, Thúy Di gần như lột xác thành người khác. Con người chơi không chỉ sở hữu dốc dáng thon gọn với số đo 3 dòng 83-63-87 mà gương mặt cũng trở nên rõ ràng nét hơn. Cuộc sống của Di đổi mới không ít, có nhiều người thích mình hơn, đi làm hay khi giao tiếp mình cũng tự tin hơn. Với chiều cao 1,65m, những bộ y phục tôn dáng khiến Thúy Di đẹp đẽ chẳng khác gì quá gì cả. Ngoài việc giảm cân, cô nàng 22 tuổi cũng chăm chút để phiên bản thân trở nên hoàn thiện và dễ thương hơn. May là mình cũng có biết chút makeup nên khi gầy đi, mình dưỡng da và trang điểm nên nhìn xinh ra. Quần áo thì mình chọn mặc đồ tôn dáng kiểu quần lưng cao hoặc giấy body. Mình thuộc kiểu mập từ bé, cứ ăn thả ga là nhanh lên cân nên hiện tại mình cũng chỉ ăn vừa phải thôi. Cùng ngắm thêm những bức hình khác của con người chơi để có thêm động lực làm đẹp nha các chị em. Nhìn Thúy Di thế này, ai mà ngờ được con người chơi đã từng nặng đến 63kg chứ. Đến đây thì các chị em đã có động lực giảm cân chưa?